Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ dạy hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, ơn phúc bề trên, nằm mơ trúng lớn, đón vận may liên tiếp, trúng số bất ngờ, đổi vận giàu nhanh chóng mặt, tiền về như thác lũ, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống chúng ta không ngừng tìm kiếm những lời giải đáp về số phận và tương lai, đặc biệt với những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, thường mang trong mình sự tò mò về vận mệnh, những cơ hội và thách thức đang chờ đón. Với trái tim nhân hậu và tâm hồn sâu sắc, người tuổi Mậu Ngọ không chỉ được trời Phật ưu ái mà còn được dự báo có một hậu vận cực kỳ thịnh vượng. Đặc biệt 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 hứa hẹn mang đến cho họ những dấu ấn đặc biệt, mở ra những cánh cửa mới, dẫn đến sự giàu sang, thành công và an nhàn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật ẩn giấu trong tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này để hiểu rõ hơn về các phương diện công danh sự nghiệp, tài lộc, tình cảm gia đạo và sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Mỗi lời dự báo, mỗi lời khuyên không chỉ là những thông tin hữu ích, mà còn là nguồn cảm hứng, động viên giúp con giáp này tận dụng tối đa những cơ hội may mắn và vượt qua những thách thức, khó khăn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Mậu Ngọ sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên Mậu Ngọ phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý. Không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn. Con đường là Mậu Ngọ chọn, việc làm là Mậu Ngọ quyết. Mọi thứ là do bản thân Mậu Ngọ mong muốn, dù là vào thế khó thì từ từ mà gỡ. Quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả cũng không sao cả, miễn đừng lặp lại, cứ bình thản mà làm mọi thứ. Dần dần con người sống trên đời đều có thể không trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa, vô vị. Những khó khăn thất bại mà Mậu Ngọ gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi, vậy thì không thể vì sự thất bại mà Mậu Ngọ dừng chân, không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công, thì chí ít Mậu Ngọ cũng biết rằng cách này không ổn, cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị, vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những cái hy vọng, dù là nhỏ nhất. Vậy xin bạn tập trung cho mèo trong tâm hóa hình thành hổ, mong bạn yên tâm để con hổ ý bắt đầu gầm, phải vạch ra cái cõi thiên hạ bao la của chính mình. Đừng ngại mất lòng người khác, khi bạn học cách ưu tiên bản thân, đừng cố sống vẹn toàn cho tròn những kỳ vọng người ngoài đặt lên bạn. Công dung ngôn hạnh, trí dũng lễ nghĩa là những thứ gia sỉ phẩm của nhân loại, bạn không nhất thiết phải đáp ứng. Nhiều khi ăn món mà bạn thích, làm điều mà bạn vui, ích kỷ một tí cũng chẳng có gì là sai cả, rồi sau đấy tự tin vào chính mình. Mạnh dạn mà tiến bước, chăm chỉ nhiều hơn, cười với sự cô độc nhiều hơn, thấu hiểu tư duy, suy nghĩ, trình độ của mình nhiều hơn. Sau đó, bước một chân rón rén ra khỏi cái vòng quen thuộc, nhìn trái, nhìn phải, khi thấy ổn thì nhảy hai chân ra ngoài, cả một bầu trời rộng lớn đang đợi bạn, chỉ cần bạn mạnh dạn quyết đoán mà thôi. Những người bạn tin yêu nhất sẽ làm bạn tổn thương nhiều nhất và kể cả trong thời khắc tăm tối nhất, mọi thứ trên đời này sẽ không ngừng vận hành để vỗ về bạn đâu.
nên hãy tự mạnh mẽ, tự kiên cường, tự nhận thức, tự an ủi bản thân và ngừng ban phát lòng nhân ái của mình cho những người không xứng đáng Mậu Ngọ nhé. Chờ bản mệnh đến tháng 6 âm lịch để có một định hướng cho chu kỳ mới đang dần hiện hình. Trước tiên, ta cùng điểm nhanh tính cách của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có điểm gì nổi bật ngay sau nhé. Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định. Họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn, chứ không làm nhanh làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh năm 1978, đó chính là không quyết đoán, họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như một con ngựa đã được thuần hóa, thì phần lớn người tuổi Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về tài chính, nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Mậu Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao khát thoát khỏi vùng an toàn. Khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn là một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao, bởi họ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống, chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Mậu Ngọ linh hoạt, chịu thương, chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục, cho nên tính cách Mậu Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù Mậu Ngọ không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời, tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Mậu Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân, một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người tuổi Mậu Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc nhưng lại rất nhạy bén, biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, khi làm việc họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Mậu Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng. Trong bảng 12 con giáp, hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt, đây là tính cách tiêu biểu của Mậu Ngọ. Họ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, họ có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập cả thể chất lẫn tinh thần và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình. Họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án mà trước khi chúng được hoàn thành, nhưng họ lại linh hoạt, biết điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Mậu Ngọ rất đa tài, hãy cứ thử giao cho họ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Mậu Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách của Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà Mậu Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Họ độc lập, yêu tự do, ưa khám phá. Người tuổi Mậu Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra là để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ. Vì vậy, xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này, bản năng lãng tự thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Mậu Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo và nếu không được hoạt động, sẽ khiến họ buồn chân, bứt rứt. Mậu Ngọ coi trọng chữ tín, luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, với cương vị là một người tiên phong. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Sau đây,
sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, đây sẽ là thời điểm đầy sôi động và bùng nổ với những cơ hội mới mẻ và vận may bất ngờ. Đối với người tuổi Mậu Ngọ, vận khí cực đỏ sẽ mang đến cho bạn những thành tựu lớn trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Những người tuổi Mậu Ngọ sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây là thời điểm mà những nỗ lực và cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao may mắn trong cung mệnh, người tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Công việc sẽ có những bước tiến quan trọng, các mối quan hệ cá nhân cũng trở nên hòa hợp và vui vẻ hơn. Sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh sẽ nhận được nhiều tin vui và cơ hội lớn trong công việc cũng như tài chính. Tình cảm gia đình sẽ thêm phần gắn kết và hạnh phúc, sức khỏe của bản mệnh ổn định, giúp bạn có đủ năng lượng để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ thời điểm này sẽ rất dồi dào, những khoản thu nhập từ công việc chính và các dự án đầu tư sẽ không ngừng gia tăng, mang lại cho bạn một nguồn tài chính ổn định và phong phú. Bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng lớn nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Ngoài ra, những cơ hội đầu tư mới cũng sẽ mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận đáng kể. Hãy tận dụng thời điểm này để quản lý tài chính một cách thông minh và có kế hoạch đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài. Đồng thời, hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu và đầu tư, tránh những rủi ro không đáng có. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ sẽ có những bước tiến vượt bậc. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ đồng nghiệp và cấp trên, giúp công việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Những ý tưởng, sáng tạo và đột phá của bạn sẽ được đánh giá cao, mang lại những cơ hội thăng tiến đáng kể. Đặc biệt, những dự án mới mà bạn theo đuổi sẽ có cơ hội thành công lớn, mang lại những thành tựu không ngờ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai những kế hoạch và chiến lược mới, tận dụng tối đa mọi cơ hội để phát triển sự nghiệp. Hãy kiên trì và quyết tâm, thành công sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến việc xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, vì họ sẽ là những người hỗ trợ đắc lực cho bạn trong công việc. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Chuyện tình cảm gia đình của người tuổi Mậu Ngọ ở thời điểm này sẽ rất êm ấm và hạnh phúc. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình và những người thân yêu. Những buổi sum họp, trò chuyện sẽ giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, mang lại sự hòa hợp và yêu thương. Đối với những người độc thân cũng hứa hẹn mang đến những cơ hội tình cảm mới. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết thân với những người bạn mới, mở ra những mối quan hệ đầy triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của bản mệnh thời điểm này sẽ rất ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập luyện thể dục để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Việc tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc bơi lội sẽ giúp bạn duy trì trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất. Đồng thời, hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn để giữ tinh thần thoải mái và cân bằng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, đừng ngần ngại đi khám và kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đều ổn định. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết theo tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng, nhờ sự nỗ lực, cố gắng và hậu thuẫn của các tinh, nên thời điểm này, Mậu Ngọ sẽ có nhiều dự án được triển khai và ký kết thành công, mang lại nguồn tiền dồi dào, các khoản đầu tư đều có lợi nhuận. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Sửu và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu tím. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978.
Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Con đường công danh, sự nghiệp trong tuần thứ 3 của 7 ngày tới tháng 6 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Ngọ những thử thách mới trong công việc. Tuy nhiên, với sự kiên trì và nỗ lực, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Đây là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực và bản lĩnh của mình. Hãy tự tin và mạnh dạn đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Sự sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh chóng sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công trong tuần này. Tài chính trong tuần này của người tuổi Mậu Ngọ có phần khả quan. Những nguồn thu từ công việc và đầu tư vẫn tiếp tục đổ về. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn thận trong chi tiêu để tránh lãng phí. Hãy lên kế hoạch tài chính cụ thể để đảm bảo sự ổn định lâu dài. Đặc biệt, hãy tránh những khoản đầu tư rủi ro cao để bảo vệ tài sản của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ trong tuần này, bản mệnh có thể gặp phải một số xáo trộn nhỏ. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe để hiểu rõ hơn về những vấn đề của các thành viên trong gia đình. Sự chia sẻ và cảm thông sẽ giúp bạn giải quyết mọi mâu thuẫn một cách hiệu quả. Đối với người độc thân, tuần này có thể mang lại những cơ hội gặp gỡ mới, nhưng hãy cẩn trọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Sức khỏe của người Mậu Ngọ trong tuần này, bản mệnh có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc. Hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn để giữ gìn sức khỏe. Đừng quên duy trì thói quen tập luyện và ăn uống lành mạnh. Nếu cảm thấy căng thẳng, hãy tìm những hoạt động giải trí để giải tỏa stress. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến ngày hết tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ trong tuần cuối cùng của tháng 6 âm lịch sẽ mang đến nhiều tin vui trong công việc. Những nỗ lực của bạn trong suốt tháng sẽ được đền đáp bằng những thành quả đáng kể. Bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên hoặc một cơ hội thăng tiến. Hãy tiếp tục duy trì sự nhiệt huyết và tận tụy trong công việc. Đây là thời điểm để bạn xây dựng và củng cố mối quan hệ trong công việc, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Tài lộc trong tuần này của người tuổi Mậu Ngọ rất dồi dào. Những khoản thu nhập từ công việc và đầu tư vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đầu tư vào những dự án tiềm năng hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy cẩn trọng và lên kế hoạch cụ thể để tận dụng tối đa những cơ hội này. Đừng quên dành ra một phần để tiết kiệm và bảo vệ tài sản của mình. Chuyện tình cảm gia đình trong tuần này của tuổi Mậu Ngọ rất ấm áp và hạnh phúc. Những xung đột nhỏ nếu có sẽ được giải quyết nhanh chóng, mang lại sự hòa thuận cho gia đình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và quan tâm đến những người thân yêu. Đối với người độc thân, bạn có thể gặp gỡ một người đặc biệt và mở ra một mối quan hệ mới đầy triển vọng. Sự chân thành và cởi mở sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền vững. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên tập luyện thể dục. Nếu có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay căng thẳng, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Việc duy trì trạng thái tinh thần tích cực và thoải mái sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa sớm những vấn đề tiềm ẩn. Nhìn chung, tuần cuối tháng 6 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho người tuổi Mậu Ngọ. Bằng cách hiểu rõ vận mệnh của mình trong từng tuần, bạn có thể chuẩn bị tốt hơn và tận dụng tối đa những cơ hội để đạt được thành công rực rỡ. Hãy luôn tự tin, kiên định và nỗ lực hết mình. Thành công sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. Chúc bạn một tháng đầy may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Thiềm Thừ phong thủy, cóc ba chân. Thiềm Thừ là linh vật từ xa xưa có ba chân, có hình dáng miệng ngậm đồng tiền vàng, chân đạp lên đống tiền cổ. Đây là biểu tượng của sự may mắn, phú quý và giàu sang cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thiềm Thừ thường được làm bằng các loại đá tự nhiên, đá quý, những kim loại quý nhằm thu hút linh khí và vượng khí vào nhà, cửa hàng, doanh nghiệp cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu hay còn gọi là Thiên Lộc Tịch Tả, là linh vật siêu tải, tác lộc, mang lại sự may mắn, sức khỏe và thành công. Ngoài ra, Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn trạch, trừ tà khí, giữ của, mang lại sức khỏe bình yên cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978.
tượng ngựa phong thủy. Theo phong thủy, hình tượng ngựa phong thủy mang lại sự tương tác bởi tính khí tốt lành vì uy lực của nó được ứng dụng trong phương pháp trấn yểm của thuật phong thủy nhằm để tìm đến sự may mắn, ổn định trong cuộc sống, tránh tai tiếng, thị phi cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào bởi nó luôn hấp thụ linh khí, dương khí của trời đất. Chính vì vậy mà quả cầu đá được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự may mắn và quyền lực cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Từ xưa, con người đã biết chế tác những quả cầu từ những loại đá tự nhiên, đặc biệt là đá quý để trừ tà, thu hút vượng khí, thể hiện sự quyền lực của mình. Tượng cá phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nếu muốn thành công. Gậy như ý phong thủy. Với việc thể hiện địa vị, tăng cường quyền lực, mà ngày nay việc đặt quyền trượng trong nhà hoặc văn phòng được cho là sẽ tăng cường năng lượng, chủ yếu về sự lãnh đạo và sức ảnh hưởng cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nếu bạn là nhà quản lý, giám đốc hay chủ tịch của một tập đoàn, thì quyền trượng sẽ đảm bảo quyền hạn của bạn được công nhận. Ý kiến và quyết định của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ được công nhận lại và mang lại may mắn cho bạn. Thuyền phong thủy. Phong thủy còn cho rằng, nếu bạn đặt một mô hình chiếc thuyền trên bàn làm việc hay trong phòng, tuy nhiên, phải hướng chiếc thuyền vào phòng thì sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nếu hướng ra ngoài sẽ đem lại ý nghĩa là tránh mất. Cây tài lộc phong thủy. Với cây tài lộc màu xanh, thường được ví von là sự mô phỏng của cây ngọc bích, loại cây chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất ẩm, nó sẽ nảy mầm mọc thành cây mới, biểu tượng của sự may mắn, sẻ chia và tuổi trẻ vĩnh hằng cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tranh đá quý phong thủy. Sở hữu một bức tranh đá quý phong thủy trong nhà, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vừa cảm thấy an tâm để làm ăn, lại có thêm một tác phẩm nghệ thuật giúp ngôi nhà trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Tượng thần tài phong thủy. Thần tài là một vị thần mang lại may mắn về tiền bạc cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong quan niệm nhân gian của người xưa cho rằng, thần tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ, nhận được sự chiếu cố, giúp đỡ của ông nhất định sẽ tài nguyên quảng tiến. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.